Thưa quý vị, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân, giúp cho ngư dân có những chuyến vươn khơi an toàn để an tâm đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế trên các ngư trường truyền thống. Đó là mục tiêu xuyên suốt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Trong nhiều năm qua, lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 2 luôn là điểm tựa của ngư dân Quảng Ngãi trong mỗi chuyến vươn khơi và cả khi trở về bờ. Ngày 11 tháng 9 năm 2021, một cuộc cứu nạn thần tốc trong điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm của lực lượng cảnh sát biển đã diễn ra trên vùng biển cách đảo Lý Sơn 28 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 8002 của Vùng Cảnh sát Biển 2 đã giành giật lại sự sống cho 5 ngư dân Quảng Ngãi đi trên tàu cá QNR95058TS bị chìm khi đang trên đường chạy vào bờ tránh cơn bão số 5. Thoát chết trở về từ biển, ngư dân Dương Văn Thạch và anh em bạn biển đi trên tàu vẫn không quên thời khắc kinh hoàng và giây phút được các chiến sĩ cảnh sát biển cứu. Sóng gió lớn, hỗn loạn, khi mà tàu ra đây, sát đến nơi đã phát hiện thấy tàu rồi á. Cách khoảng 9 lý là tôi bắt được tàu rồi. Thì nói chung là tôi báo cho anh em biết đó, là anh em là rất là mừng. Nói là tàu đến rồi đấy, thì nói chung anh em thì thuyền viên rất là đỡ lo. Lúc lên tàu là tôi rất mệt, nhưng mà tôi vẫn nói với các chiến sĩ ở trên tàu cảnh sát biển là như xin tôi ra một lần thưa. Ngoài hỗ trợ kịp thời cứu hộ cứu nạn tàu cá của người dân Quảng Ngãi gặp sự cố trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các địa phương ven biển triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để đồng hành với người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân Quảng Ngãi được Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức thường xuyên, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật để cùng chung tay bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo. Xác định các cái ngư dân ở trên biển thì luôn luôn là như những cái cột mốc sống trên biển. Từ đó chúng tôi phải quan tâm, tiếp tục là nâng cao cái nhận thức, giúp đỡ cái ngư dân bằng mọi hình thức biện pháp, bảo đảm là cho ngư dân làm sao là mọi lúc mọi nơi là đều yên tâm là ra khơi bám biển, vừa là cải thiện nâng cao cái đời sống, thu nhập cũng như là góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự an toàn trên biển. Sự hiện diện của cảnh sát biển ở Quảng Ngãi đã kịp thời phối kết hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi giải quyết nhiều vấn đề cấp bách trên biển, nhất là trong công tác cứu hộ cứu nạn tàu thuyền, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Sự hiện diện của cảnh sát biển Việt Nam cũng như cảnh sát biển vùng 2 trên cái địa bàn Quảng Ngãi thì có một ý nghĩa rất là to lớn. Thì đây là một cái chỗ dựa rất là vững chắc của người dân, kể cả vấn đề về niềm tin của người dân, và cũng đây là một cái điểm tựa rất là an tâm của chính quyền mà khi có cái vấn đề về ứng phó cứu nạn cứu hộ. Lá cờ Tổ quốc được cảnh sát biển trao tặng cho người dân Quảng Ngãi, trao gửi niềm tin cho những người dân căng trường bám biển. Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 2 luôn thể hiện trách nhiệm với bà con ngư dân. Và ngư dân Quảng Ngãi luôn tin yêu và coi trọng lực lượng cảnh sát biển là điểm tựa, mãi đồng hành trong những phiên biển vươn khơi.